Trên tuyến đường chi viện cho chiến trường miền Nam, đường Hồ Chí Minh, không còn cảnh đi không dấu, nấu không khói, mà ta đã thực hiện một chiến lược mới. Cả Trường Sơn là một binh chủng hợp thành, hỗ trợ cho nhau, đánh trả vỗ mặt, không còn che giấu bí mật. Hỗ trợ cho hoạt động vận tải cơ giới qua hàng vạn nam nữ, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Máy bay địch quanh tạc cắt đứt con đường, dứt tiếng bom là các đơn vị thanh niên xung phong lao ngay ra mặt đường, lấp hố bom cho xe qua. Để ngăn chặn hoạt động chi viện của miền Bắc, quân đội Mỹ cho không quân ném bom giải thảm nhiều trọng điểm giao thông trên tuyến chi viện đường Hồ Chí Minh, biến những nơi đó thành những túi bom khổng lồ. Ngã ba Đồng Lộc, điểm nút miền Trung, trọng điểm miền Trung, trở thành mục tiêu hàng đầu để Mỹ muốn san phẳng nhằm làm tê liệt hệ thống giao thông vận tải, ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam. Theo các tài liệu ghi lại, trong 7 tháng, từ tháng 4 đến tháng 10 1968, không quân Mỹ đã tập trung mọi phương tiện chiến tranh đánh vào khu vực ngã ba Đồng Lộc 1.863 lần, thả gần 50.000 quả bom các loại, chưa kể đạn rocket và đạn 20mm. Tiểu đội 4, đại đội 552 được giao nhiệm vụ chốt chặn đoạn từ Cầu Tối trở vào Chuông Kén khoảng 2km, đặc biệt là 300m từ Cầu Tối đến Trường Thành, gồm 10 nữ thanh niên xung phong, tuổi đời còn rất trẻ, từ 17 đến 24. Là đơn vị thường trực tại ngã ba Đồng Lộc, chịu trách nhiệm san lấp hố bom ở đoạn đường này để không đứt mạch giao thông nối hậu phương với tiền tuyến. Ngày 24 tháng 7 năm 1968, 16 giờ, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, làm sập hầm và tất cả 10 chị đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Tại Chuông Bồn, nhận thấy đây là vị trí hết sức quan trọng về mặt quân sự, Mỹ đã tập trung đánh phá ác liệt. Chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 1964 đến 1968, trọng điểm này đã phải hứng chịu 18.936 quả bom các loại và hàng ngàn quả tên lửa. Ngày 31 tháng 10, sau một loạt bom, 13 nữ thanh niên xung phong tiểu đội 2, tiểu đội thép thuộc đại đội 317, đội 65, tổng đội thanh niên xung phong Nghệ An đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường huyết mạch. Chỉ ít giờ sau đó, máy bay Mỹ ngừng đánh bom trên toàn miền Bắc. Cùng với Đồng Lộc, hang Tám Cô, thành cổ Quảng Trị và nhiều địa danh lịch sử khác, Chuông Bồn đã đi vào lịch sử như một huyền thoại về mảnh đất thiêng liêng, thấm đẫm máu đào của các anh hùng liệt sĩ, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là dấu son cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là niềm tự hào của tất cả chúng ta và các thế hệ con cháu về một thời chiến tranh ác liệt, về chiến thắng vẻ vang oanh liệt trước mọi quân thù xâm lược.